1. Xin chúc mừng. Xin được chúc mừng lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia diễn ra thành công tốt đẹp. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bức phù điêu bóng đá mang màu sắc dấu ấn đặc trưng của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, hãy cùng chúng tôi nhìn về điểm cao nhất của tòa nhà, nơi có lá cờ Tổ quốc đang được nâng lên tung bay trong ngọn gió bởi công nghệ drone, thiết bị bay thông minh không người lái. Và khi lá cờ đỏ sao vàng mang đầy niềm tự hào và kiêu hãnh của Tổ quốc bay lên, cũng chính là lúc cái tên NIC được hòa mình dưới bầu trời xanh rộng lớn. Lá quốc kỳ đang bay lên thật cao như mang theo rất nhiều khát vọng lớn lao và niềm tự hào của NIC. Chúng tôi tin rằng trung tâm sẽ phát triển cùng xu hướng toàn cầu, góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng tiến cùng và vươn xa về khoa học, công nghệ và tự hào sánh bước cùng quốc tế Nam Châu. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý đã tham gia phần lễ cắt băng khánh thành và xin mời quý vị cùng di chuyển vào bên trong hội trường của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo. Lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Biển trời hôm nay sung mây Trung Bắc Nam, Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào đất nước. Màu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam, dù đi năm châu cho dù về nơi.